Vai, Fetele. Vai, Tachala. Hello, xin chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Hồ Điệp nhá. Trận vừa rồi hơi toang anh em ạ. Trận vừa rồi Ngọc Anh quay hơi toang. Trận vừa rồi là mình có để cho Ngọc Anh quay thì Ngọc Anh bảo cũng đợt này cũng đang hướng dẫn Ngọc Anh từ cách làm video, cách chỉnh sửa video và các cách quay video làm sao cho nó hợp lý, cho nó nét, cho nó hợp lý thì cũng dạy Ngọc Anh thì hôm nay cho Ngọc Anh quay thử trận đầu tiên. Anh ở ông ấy quay toang quá anh em ạ. Ông ấy quay ông ấy không bình luận là cái nhất, cái hai là ông quay thiếu một file. Ông ấy thiếu file từ file thứ hai đến hiệp thứ hai đến hiệp thứ năm. Anh em nào xem clip để ý thì chắc chắn là sẽ biết cái trận vừa rồi ấy. Trận này thì mình thấy Ngọc Anh quay hơi toang rồi, mình lại phải quay đây. Thế thực chất là đợt này mình không có on nhiều game, ngày chỉ on 2-3 trận thôi. Thì để giao lưu chơi chơi bời với anh em tí trong clan thôi chứ còn ít on lắm. Thế là anh em giờ mình giao cái trách nhiệm cho Ngọc Anh đi quay nhưng mà Ngọc Anh chưa thạo lắm. Cái việc quay bằng bodycam này nó hơi giật hơi lag, rồi anh em cũng hơi quay. Ngọc Anh cũng chưa quen. Trận này mình lại quay cho anh em xem cái trận mà mình bắn này. Cái trận trước là Ngọc Anh bắn, Ngọc Anh quay, trận trước mà mình không quay. Nó bê em ơi. Anh em xem clip thì cũng đừng có phản làn gì nhá. Kể cả clan tự do của họ những toàn men ở cao cấp, trung cấp hội tụ về cái clan này thôi. Thế là anh em đừng có phản làn gì là trung cấp mà xuống tự do mà bị ăn hành hay là thế này kia. Nói chung là clan nào cũng có người mạnh thôi. Hôm nay thì Hồ Điệp không có chuẩn bị gì cả, thì Hồ Điệp cũng nhờ anh em là gọi được men nào thì đi thì gọi vào giao lưu với các bạn để chơi cho vui thôi chứ cần không hơn thua gì cái game này cả. Cũng mong anh em có những và những thánh cào bàn phím thì đừng có cào những cái gì nó không hay. Nói chung là anh em mình game để vui chứ không phải là game để cay cú nhau hay như thế nào. Tôi biết là có rất nhiều anh em bị tôi bắn chết nhưng mà cũng đừng lên cay cú anh em nhé, là vui thôi, game thôi. Game thì bạn không bắn chết tôi thì tôi bắn chết bạn, mà tôi không bắn chết bạn thì bạn bắn chết tôi, cái đấy nó đơn giản mà. Nó là game hai chiều, một là tôi ăn, hai là bạn ăn, thế thôi. Thì hôm nay cũng rất là vinh dự khi được anh em gửi một cái lời mời là muốn giao lưu với Hồ Điệp, thì Hồ Điệp rất là vui khi mà anh em đã để ý đến cái kênh của Hồ Điệp. Thì cũng gửi một lời cảm ơn đến toàn thể anh em ở clan Style Mafia, rất là nhiệt tình, rất là vui, rất là hòa đồng, cũng không có ý kiến gì cả. Đấy thì mong sao là sau cái clip này thì anh em mình càng có một cái tình cảm gì đó nó gần gũi hơn, để anh em mình có thể là gặp gỡ nhau ở 1-10 nó thường xuyên hơn, cũng như là trong cái khoảng thời gian mà anh em đã ủng hộ động viên kênh của Hồ Điệp. Đồ sói là bắn ghê quá nhỉ. Đấy thì cái trận trước thì Ngọc Anh quay thì Ngọc Anh không bình luận, thì cũng có nhiều anh em bình luận ở trong cái clip nói là không bình luận thì chán lắm. Mới lại thế này thế kia thì mình thì mình quay thì mình chắc chắn là mình bình luận rồi. Ngọc Anh quay thì Ngọc Anh vẫn chưa thạo cái bình luận, vẫn chưa ấy được cái bình luận, cho nên là mình cũng cứ để cho Ngọc Anh quay thử đã trong một thời gian nhất định nào đó. Ngọc Anh tốt rồi, quay tốt rồi, biểu diễn tốt rồi thì lúc đó Ngọc Anh sẽ là người quay chủ yếu, mà mình sẽ chỉ là người chỉnh sửa video sao cho nó hợp lý thôi, và là người đặt lịch để đăng cái video thôi. Đây là lưng bê nhấp này, nhấp hả anh em? Hai bạn 16122004 này bắn khá là tốt đấy anh em này. Đấy mấy anh em thì mình cứ bảo là bạn ấy như kiểu là có phần mềm gì ấy. Nhưng mà thực chất là bạn cũng bắn tốt, khả năng là bạn ấy là men ở trên cao cấp thôi. Chứ mình ít khi xuống tự do lắm, nhưng mình không lắm bắt, không kiểm soát được hết tất cả những cái men mà ở trung cấp 1-10 hay tự do hay là ở cao cấp, mình làm sao kiểm soát hết được. Bây giờ hàng bao nhiêu in game mới nổi lên xuất hiện lên, hầu như là toàn những cái men bắn tốt ngày xưa cao cấp chơi lại, xong rồi chơi league khác. Đấy anh em thấy không? Skin rất là tốt, skin rớt viết các thứ rất là tốt. Hầu như là trong tất cả các comment trong BB Talk của mình hiện tại ngày hôm nay thì mình không có quen ai cả. Mấy anh em trong clan là mình còn không biết cơ. Hầu như là đợt này toàn Ngọc Anh tuyển men một clan, và Ngọc Anh là người gọi bạn bè đi vào chơi giao lưu. Vì không có người cho nên phải gọi ai on thì gọi vào chơi giao lưu cho nó vui thôi, chứ cũng Hồ Điệp không có hơn thắng thua. Anh em cứ bảo là Hồ Điệp phải trận nào ACE mới đăng, cái đấy nó không phải anh em ạ. Nói chung là các bạn thử nghĩ mà xem, bắn 5 trận chẳng hạn,
Thì đương nhiên là bạn phải có trận hay thì bạn mới có người xem đúng không? Các bạn đăng cái trận nó không hay lên. Ừ, mặc dù là mình có top ở bên này, top bên kia, nhưng mà trận nó không hay mình không đăng. Đấy, ví dụ như kể cả mình có 3-4 skin đi chăng nữa, nhưng mà cái trận nó không hay, bắn nó không hay thì mình cũng sẽ không đăng. Chứ không bảo là không phải là mình chọn, mình chọn những cái trận mà là sao? Bắn anh em phải thứ nhất là skin rồi cách biểu diễn phải hợp lý. Thế còn có bắn để mà lấy skin không mà đăng clip không thì nó đơn giản quá anh em ạ. Tôi thủ tôi được top chứ đừng có nói. Cái là mình không thích bắn theo kiểu thế, anh em xem sẽ chán. Cho nên là mình bắn thì mình thứ nhất là mình lựa trận. Trận nào mình làm clip thì mình phải bắn hết khả năng, trận nào mình không làm clip thì mình bắn có thể bình thường. Chứ còn bắn mà bảo là cứ chọn trận ACE thì nói thật với các bạn là các bạn nào mà dùng bodycam thì các bạn biết chứ. Bodycam ở con nét mà dùng một lúc là full ổ làm sao mà quay được, làm sao mà các bạn chọn trận được. Anh em cứ bình luận bảo là mình chọn trận chứ thực chất mình không chọn đâu, mình quay là mình đăng luôn. Đây cũng như anh em Style Mafia này, mình quay hai trận là mình đăng luôn chứ mình không có bảo là chọn hay là thế này thế kia. Vẫn là thực lực thật của mình, mình chưa có trai tay chưa gì cả. Đấy, FPS 118 kìa rồi, à Binh 118 luôn anh em ạ. Thì mình quay bằng cái thực lực và tất cả anh em giao lưu của mình bằng thực lực chứ đâu có phải là mình chọn trận nào đâu. Ví dụ mình bắn một zone rác cơ thì anh em bảo là chọn trận đã đành. Đây mình bắn nguyên clan và đến lịch đoàn hoàng. Mình quay clip mình đăng đoàn hoàng chứ không phải là mình chọn trận đâu. Anh em cứ nói là chọn trận nghe nó mang tiếng lắm. Quả đồng thế. Nhiều khi anh em nói thế nó mang tiếng, nó mất quan điểm lắm. Cái skin với cái trình độ thì nó đã ở cái mức độ này rồi. Mình bắn zone nào chẳng được, bắn mấy clan mình còn bắn được, nói gì bắn cái zone bình thường. Bắn zone bình thường thì 10 trận thì mình phải ACE cả 10 làm sao mà không được. Đấy, anh em cứ bình luận như thế nó mất cái quan điểm mà hay đi. Đây là anh em game, anh em vui. Mình cũng đâu có mang cái tiếng là tao là cao thủ số 1 Việt Nam hay tao là top 1 Việt Nam. Đấy nó không phải. Đấy thì trong cái thời gian mà ngày xưa mình làm clip ấy, thì mình chuyên bắn cái zoom tác thì cái phong cách bắn của mình là bắn chậm. Nhưng mà sau một cái thời gian mà anh em cũng phàn nàn nhiều là tại sao anh bắn vào cũng thủ, mình không thủ thì làm sao mà tem thắng được. Tem làm gì có ai bắn được mà mình chả phải thủ. Người ta bảo mạnh công thì yếu thủ. Bây giờ hiện tại đấy anh em thấy đấy, mình có thủ đâu. Mình đang công này, tem mình đang mạnh thì mình công. Chứ các bạn không hiểu nguyên lý của chơi game thì các bạn làm sao mà chơi game. Người ta bảo mạnh công yếu thủ, không cần biết là mình ở bên nào, GR hay BL. Tem nó mạnh thì mình phải thủ đi. Để tem mạnh nhưng người ta phô ra để chết thì làm sao mà bắn được cả anh em. Nó tem mà nó yếu thì mình công. TB mấy phải báo chứ. Còn nói đấy, mình nhiều khi mình là người làm YouTube thật, nhưng mà có những anh em bảo là đăng ảnh mình ăn hành thứ thì đâu phải làm YouTube là không bị ăn hành đâu, đâu phải làm YouTube là không ấy đâu. Mà đa số các bạn đấy, các bạn đăng ảnh thì hầu như là mình cũng vẫn là top ở bên kia. Các bạn hành tem mình chứ mình đâu có hành được mình đúng không? Anh em công nhận không nào? Đấy, các bạn hành tem mình chứ các bạn không thể hành được tôi. Nếu mà nói 1-1 mà hành tôi thì hơi khó. Nếu mà hai bên mà bạn không có BB Talk, gặp Hồ Điệp mà một phòng bất kỳ nào đấy, chắc chắn là các bạn không thể hành được Hồ Điệp. Trừ khi là tem bạn phải có BB Talk thì mới hành được Hồ Điệp. Mà hành là hành tem thôi, không hành Hồ Điệp được. Còn khẳng định ông nào hôm nào cũng bảo là hành được Hồ Điệp thì cứ lên tiếng thôi. Cho cái in game hôm nào tôi gặp đâu tôi hành cho ở đấy, tôi đăng clip lên cho xem. Tôi ít chơi thật nhưng mà không thích kiểu anh em theo bàn phím. Mẹ chơi anh em chơi vui thôi, giao lưu vui thôi. C4 đâu? Giờ có mấy bạn là thắng được trận, thắng hai trận người ta rồi đăng ảnh group và riếc đăng nhiều cái nó mình thấy nó không được hay lắm. Bắn cả ngày mới được một trận ACE xong đăng lên được 10 hay này kia nó vẫn quan điểm nó hay. Mình chả mấy khi mình đăng ảnh, kể cả đại ảnh clan mình chả rồi mình đăng. Chả mình thắng clan này thắng clan kia chả mấy khi mình đăng. Đăng làm gì, một ngày với ACE 10 trận thì ghét chụp ảnh 10 trận đăng. Hiện
tại mình đang là người bắn ở phía mũi tên đấy anh em ạ. Mình vẫn là người bắn ở phía mũi tên đấy. Lúc bê xử mình luôn rồi. Lên giường anh tập. Hiện tại mình cũng có mấy cái kênh phụ đấy, mình treo ở cái link chính ấy, ở cái trang chủ của kênh chính ấy. Thì anh em kênh Hồ Điệp là của mình sẽ chuyên về các cái C4, nào là Gundam này, nào là Tanker này, Hội Hoa Đăng này. Tất cả C4 thì sẽ được tập trung ở kênh Hồ Điệp này. Và anh em mà thích mà xem bắn đơn ấy, thì anh em có thể qua kênh Slipper Hết Thời đây. Hay là anh em nào mà còn ấn tượng về Darkstar, hay là ấn tượng về những cái phong cách bắn của Darkstar, thì như Kim Tự Tháp này, Chạm Phát Sóng này, hay là Full Slap, Slap, Spam Slap các thứ đấy. Thì hiện tại là mình có rất là nhiều kênh mà để hỗ trợ anh em và để chia sẻ cho anh em những cái kỹ năng mà chơi game đấy, chơi Slipper. Thì anh em mà có yêu thích như là đấu đơn thì qua kênh Slipper Hết Thời. Còn anh em nào mà yêu thích với cái phong cách của Darkstar, đó là Spam Slap, thì anh em có thể qua kênh Darkstar đấy. Còn anh em yêu thích C4 thì có thể về kênh Hồ Điệp, kênh chính của mình. Đấy thì mỗi một kênh có một cái phong cách. Còn anh em nào mà thích cận chiến hay zombie nữa thì cái tam kênh phụ nữa của mình, kênh Chu Hường Channel của mình. Thì là anh em muốn xem thể loại nào đều có. Thư giãn, kênh Hồ Điệp thì chỉ chuyên về C4 và thư giãn thôi. Và những cái pha chôn rồi những cái pha móc lốp thần trưởng đấy. Thì anh em nào có nhu cầu hay là có ấn tượng về những cái thể loại nào thì anh em có thể là qua xem ở kênh mà nó chuyên về cái chủ đề đấy. Trận này có vẻ là Style Mafia là hình như đang nhường clan mình thì phải. Thì hôm trước là mình cũng không biết là có một bạn Lào, bạn ấy đăng cái ảnh đó là Ngọc Anh bắn cầm lĩnh có Hồ Điệp đi bắn, đưa clan đi bắn và bị tem của bạn bên kia bạn ấy hành cho, thì bạn có đăng ảnh lên. Thì mình hôm mình không bắn, bạn có hành được clan mình thì bạn đăng lên 1-10 thì mình có vào mình xem, nhưng mình không bình luận gì cả. Mình vào mình xem thì bạn ấy ghi cái tút là sau ánh hào quang của một youtuber là những trận hành sấp mặt à. Thì đa số hầu như anh em vào là mắng bạn ấy và nói bạn ấy không ra gì cả. Nói chung là game thì phải có lúc ăn hành và lúc không ăn hành, nghĩa làm sao mà không được, đúng anh em? Làm sao mà mình bắn giỏi mãi được, kể cả làm youtuber chứ làm sao mà giỏi mãi được. Bắn thế, nếu mà bắn mình bắn giỏi thế thì gánh tem suốt thì chắc chắn là không ai chơi với mình rồi. Không ai hành được mình thì làm sao mà ai dám chơi với mình, đúng không? Còn hôm trước mình lên trên cao cấp 1 kênh 2, cao cấp 1 kênh 1 chứ, bắn tanker. Các bạn phải hiểu rằng mình với Ngọc Anh đi bắn tanker mà gặp một thanh niên, bắn C4. Các bạn biết ông ấy đi theo cái phong cách gì không? Đó, phong cách đó là đi càn quét. Mà ông ấy cầm tanker, ông đi càn quét rất là hay nhá. Mình với lại Ngọc Anh hai thằng canh thì không bao giờ ra. Thế đến lúc mình rút quả bom ra định lém thì nó ra, nó vã mình luôn. Đấy, mình mới thấy ảo diệu quá. Thế mình mới lại chát, mình bảo là nó bắn 30 mấy chết mấy mà bắn tay cơ ấy, mà nó đi cảm giác là mình không ke nó, cảm giác là mình ke chỗ nào cũng như kiểu là nó một công cái gì đó nó trùng hợp. Nếu mà là trùng hợp nó chỉ là 1-2 trận thôi, anh em hiểu không? Đây nó trùng hợp theo kiểu là trận nào cũng là trùng hợp. Mình cứ canh nó, mình biết nó đi đường đấy, nó bắn, mình nhìn ra thấy nó bắn chết thằng HL đúng không, ở A mình canh HL không ngờ ra, mình thấy lâu quá, mình rút của bom định ném vào trong HL thì nó ra nó bã mình luôn đấy. Mà nó rất là nhiều pha như thế nên mình bắt đầu mình mới bảo là thanh niên này bắn nguy hiểm gì, gắt gì. À, tí nó có xin tem view. Mình bảo là lúc là thanh niên này đúng như hack các thứ thì nó bảo là thích thì tí tao cho tem view. Có lấy không? Thanh niên tem bên bạn lại cũng hầu như là bắn ở 1-1 thì anh em toàn là ghét nó BB Talk thôi. Thì nó mẹ khiêu khích, nó bảo là có thích BB Talk không? Có thích tem view không? Tao cho. Thế mình mới Ngọc Anh hỏi kia Tấn thì nó hỏi là có lấy tem view không? Thế mình bảo lấy luôn chứ sợ gì mà không lấy. Bắt đầu mình mới bảo là ok, xong trận cho mình xin cái team view. Thì mình xin, mình muốn
kiểm tra xem là bạn có thực sự là pro thật hay không. Đấy thì nó bảo ok, xong trận đi ra anh em biết nào, mình xin BB Top mình sang bên kia. Thế mình bảo là ok, bây giờ mình gửi link cho bạn để bạn tải Temu về. Ui à, Ultra View chứ, nói là Temu thôi nhưng mà tải lại Ultra View. Thì là bạn tải Ultra View về để anh em mình check. Thì nó bảo ok, mới đầu bảo nó tải về thì nó bảo là thôi ông cứ gửi link qua đây. Nó nói những cái câu giọng điệu rất là nghe rất là lộn ruột anh em ạ. Đã hack thì lại có to mồm. Nó bảo là ê, các ông gửi link qua đây chứ tôi mà tự tải những tí nó có vấn đề gì thì sao. Ngọc anh với mình bảo ok không sao cả, để tôi gửi link cho. Bắt đầu mình mới gửi link đây, gửi link cái thì thằng bé chạy mất hút luôn. Đấy, thằng bé up game luôn, up game và cũng là up BB Talk luôn. Em lúc trước thì có cái thanh niên ở trong cái tem cùng cái tem của nó thì bảo là úi giời, xin tem view tí check không ra thì nhục lắm. Thế thằng bé vừa chạy cái thì mình hỏi ô thế cái bạn mà lấy đâu rồi, bạn ấy ọp rồi, thế cái bạn đấy là ngồi chung với các bạn à, hay là cùng clan các bạn hay như thế nào, hay là bạn của các bạn à. Mấy thằng kia thì im ra bảo là không đấy là cái thằng này nó chỉ là ghép cùng với bọn tôi thôi. Đéo mẹ là hack game mà lại to mồm, gặp tôi với Ngọc Anh nghe là tắt lắng ngay. Mẹ vào check kiểu đéo thì ra hack luôn, chạy làm sao được, bọn tôi check hack hơi nhiều rồi. Thế là ông lại hack được con to mồm ấy, buồn cười. Vào thằng bé chạy mất hút, mẹ nó hack rồi, đã bực rồi đéo sao rồi, là còn khiêu khích cái một interview không tôi cho điên lộn ruột. Mình thì mình không thích dép tại vì là nó ở trung cấp 1-1 chứ mình không thích. Nó là gần cũng lằng ngoằng ghét thái độ phải em giờ. Có khả năng là cũng trận này cũng là xong rồi đấy. Ây à, ghét quá nhờ. Thôi trận này có lẽ là ok rồi. Thôi có lẽ là xong trận này mình cũng xin kết thúc clip tại đây. Mình gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể anh em ở Time Mafia nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.